Hello nha, chào người nha, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình là Tục Tử Đường Phố đây đúng người nha. Xin chào tất cả anh em, game hiện tại là chiến nhân lại mình đây, Tục Tử Đường Phố đây, rất vui bạn. Ok, quay lại clip này, trước khi bắt đầu video thì chúng anh em xem video về một cái like, share, đăng ký kênh, đăng ký có phải mình xin người rất nhiều. Quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta đã đến với một con nàng VIP 5 chưa làm lần nào anh em nhá. Ok, hôm nay qua đây thì mình được ra một trọng trách khá là vĩ đại, okay, cũng không phải vĩ đại anh em, khá là oai hùng một chút. Đó là mình sẽ được đi nâng cấp cháu Ma Khô anh em. Con nàng này lên thành E5 đấy, đầu tiên cho bản choạc. Nói chung thì sau khi kết thúc một đợt sự kiện thì mình thấy khá là ngon. Đó, bây giờ số lượng anh em sở hữu được tướng E5 khá là nhiều đấy. Không E5 thì lên được E2, E3 chắc chắn rất là nhiều. Vì sao? Vì bên game nó vừa tặng cho chúng ta hơn chục cái phút mà đây, điểm qua quà của bên game vừa mới gửi cho chúng ta ở đợt sự kiện vừa rồi, mấy anh em nhận hết chưa? Đó là quà mừng 90. Đây, 100k sub này anh em này, 2 phút 10 sao này, là 2 phút tùy chọn AL1 AL2 kim cương đó anh em nhá. Đây, 1 phút là 10 sao nữa, 3 phút 10 sao anh em. Đây, đó, thuyền viên này được 3 tướng, cái này được, cũng được 3 tướng anh em, tha hồ lựa chọn. Ngoài ra thì mình nói qua về cái sự kiện quà đầu năm rồi nhỉ. Đây anh em, sự kiện hái độc đầu năm. Ui, quá trời anh em hỏi luôn. Đây, cái sự kiện này các bạn này. Đây anh em, từ sáng đến giờ thì số lượng tin nhắn cũng như các thứ mình nhận từ bên fanpage cũng như các thứ của bên game thì của anh em rất là nhiều, từ tin nhắn và bình luận trên game rất nhiều. Anh em hỏi làm sao để nhận được cái mốc quà đây đúng không anh em? Đó. Và nhiều bạn còn hỏi là mốc quà thì nó tặng mốc cao nhất đây hay là tặng tất cả? Nó tặng tất cả anh em nhé, mình sẽ trả lời qua từng cái một. Đầu tiên là tặng tất cả, ra là nó tặng khi nào? Đợi một tí mình sẽ trả lời cho anh em đầy đủ và rõ ràng luôn. Ngoài ra thì hôm nay mình sẽ share cho anh em những code của sự kiện này luôn. Anh em nào chưa nhập được thì tranh thủ thời gian đấy mà nhận nhá. Mình đếm qua sự kiện này, mình đếm một lần rồi, 36k kim cương các bạn, đâu vàng với cả các tài nguyên còn lại mình không nhớ, nhưng 100 triệu Berry rồi 100 triệu hay 150 triệu thì phải anh em, rồi 500 triệu XF các thứ anh em, được đá này, đá lân đồ thì nói chung là nhiều lắm. Các bạn tha hồ mà nhận, và nhận khi nào anh em thì các bạn nên để ý vào các bức thư của Lamy gửi cho một tí anh em nhé. Đó, thời gian thực hiện từ ngày 10 giờ ngày 5 tháng 5 2021 và kết thúc vào 21 giờ 59 phút ngày 19 tháng 2 anh em. Và hôm nay chúng ta đó là ngày 18 các bạn, 19 có nghĩa là ngày mai thứ 6 đấy anh em, thì phải hết ngày mai thì bắt đầu qua ngày thứ 7 hoặc chủ nhật bên game sẽ phát quà anh em nhá, thì các bạn phải chờ đợi. Đó, nên là ngoài ra thì code thì tính ra sự kiện code hắn ngày mai hắn còn dùng được. Vậy bạn nào còn code ném hết cho mình nào để mình tặng cho anh em luôn. Ở trong tay mình giờ hôm nay còn hơn chục cái code nữa mình sẽ share cho các bạn đấy, để cho anh em nào chưa nhập được code thì chính phủ mình nhập luôn đấy. Trong video ngày hôm nay mình sẽ tặng từ lừa tào lao hết trong các video của ngày hôm nay đó, sáng mình cũng tặng, trưa mình cũng tặng đấy. Anh em nào chưa xem thì có thể xem lại video cũ để nhận thêm code nhá. Ngoài ra thì ở bức thư này có một số anh em để là ký tên Lamy xinh đẹp nhất vũ trụ. Hôm qua sáng mình đọc bình luận thấy mình thấy khá là thú anh em. Đây này, các bạn để ở phần ký tên á, Lamy có để lại ký tên anh em đấy, Lamy xinh đẹp nhất vũ trụ, khá là thú vị. Nói chung thì cũng cảm ơn bên game. Trước tiên thì cũng chúc mừng bên game cũng đã đạt được 100.000 subscriber. Đó, nhận được nút bạc của YouTube. Uầy, một thứ mà bao nhiêu YouTuber như tụi mình mong đợi. Đó, nhưng mình đã bỏ ra 2 năm trời mà vẫn chưa có một cái tí thì gọi là thành tựu nho nhỏ nào anh em. Khá là trông chờ. Đấy, mong rằng năm nay sẽ có chuyển biến mới. Dù sao cảm ơn game về số lượng quà. Ok, giờ thì mình cũng không dài dòng làm gì, mình sẽ thực hiện nhiệm vụ của bản choàng đã giao cho mình. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng 3 phút này để lấy 3 cháu Ma Khô anh em nhé. Đó, lấy 3 cháu Ma Khô luôn, là vừa đủ phút luôn. Tiếp theo thì mình sẽ nâng Ma Khô lên 15 sao cho bạn chủ ạc. Cũng là con tướng đầu tiên 15 sao của con ạc này anh em. Và mình cũng được đi test luôn anh em. Cơ bản là vì bạn chủ ạc bảo là Ma Khô nên mình khá là khoái. Mục đích chính là cũng để cho bạn chủ ạc có một cơ hội để lên TV anh em. Đó, những bạn cày lông dân. Đấy, mấy khi đạt được những thành tựu lớn như này anh em, đấy cũng như mình những người làm YouTuber kênh nhỏ bé như mình, tiền thì không có làm nhiều. Mấy khi đạt được thành tích cao anh em, đấy cũng là một cơ hội lớn. Ui, thức tỉnh. Ui, Ma Khô 15 sao đầu tiên anh em, tỷ số gọi tăng vi vụt luôn các bạn. Vi không nhiều, mà cũng khá đỉnh anh em, 444. Ô, bạn trò mang đồ gì đấy? À, xét hại Âu. Được của nó anh em. Giáp 2k Ma Khô anh em, gây sát thương đồng đội và con cầm nặng tăng miễn dịch, tăng mà con này kẹp kết hợp với Lamy anh em là mạnh lắm, kẻ địch chết sẽ tăng cho hạn. Ui, khi tấn công thường sẽ có ui căng căng
Ở sự kiện này thì anh em đang được bao nhiêu cháu rồi? Đó, comment coi nào. Giờ mình sẽ đi test nha mọi người nhé. Đầu tiên test với độ trước các bạn. Ok, trước khi test thì mình sẽ tặng nhẹ cho anh em mấy cốt. Đầu tiên là An Khang Thịnh Vượng này các bạn này. Đấy, bác nào chưa nhập An Khang Thịnh Vượng thì nhanh tay comment nhanh nhanh nhập đi nào. An Khang Thịnh Vượng này. Đó, nhận được rồi thì comment dưới video để anh em biết nhá. Đó anh em, ui, mình share code cho các bạn thì các bạn vui lòng để cho, có thể cho mình một xin một like và một đăng ký được không? Cảm ơn rất nhiều ạ. Ui, toàn anh em đến xem xong đi thôi ạ, buồn thật sự luôn. Ở trong nhiều bác còn vào còn chưa kịp xem video tour tour xong không thấy code đâu xong quay ra, không có code đâu. Các bạn phải xem kỹ nhá, video là mình đã để code là có code anh em nhá. Còn đâu mấy hôm nay thì mình đang làm cái series hướng dẫn anh em tân thủ một tí thì mình nhập code thì nhiều bạn lại bảo vào code cũ. Ui, mình hướng dẫn tân thủ mà, hướng dẫn các bạn đâu, code anh em là phải code cú rồi, tân thủ thì với họ là code mới chứ anh em. Phát tài phát lộc này, nhưng mà chúng ta đã chơi lâu rồi thì mình có xe là cho bạn các code sự kiện đó, thì là code đấy dành cho anh em chơi lâu, còn anh em mới chơi thì mình xe này anh em mới chơi là chính mà. Mình đang làm lại xe đi đấy. Ok, phát tài phát lộc anh em nhé. Cuối cùng lại phát tài, từ nát rồi đấy, anh em phát tài phát lộc này. Đấy, cày ghê, không to nào. Rồi ok, đó anh em nào nhập được rồi comment dưới video mình biết vậy nha. Ok, quay trở lại game test mà khô rồi anh em. Được mệnh danh là thuyền trưởng số 1 của băng hải tặc dâu trắng anh em. Đấy. Mắt điểu à? Mắt hay gì? Thì mình cũng quên luôn tên nó rồi anh em. Đấy, giờ đi tem như thế này. Bỏ Aokichi lại, Aokichi mình sẽ mang đeo mạnh hơn nhưng thôi kệ, từ để test tem đó anh em. 3 triệu rưỡi được chiến anh em cho một con nạp VIP 5. Không nạp. Chơi khá là ok. Nói chung giờ game này mình thấy game này ngày xưa mới đầu thì các bạn là không dành cho nông dân, chứ mình thấy chơi càng về sau á, mình thấy con này đúng là của nông dân rồi anh em, còn gì để tranh luận nữa, quá phê luôn, nhưng nói đánh quá đỉnh luôn. Không, kiểu này chắc không ăn được rồi các bạn, không biết kịp được xem ông ti không. Đây rồi, ui toàn hơn 1 triệu mấy cả 500 điểm sát thương thôi anh em, phát phê. Đây rồi, ui được của nó anh em, được của nó đấy các bạn. Đấy, đúng rồi, hay quá. Sapo, này không, nhưng mà cái Sapo này không đo ván được anh em. Úi xồi, thế này thì bay màu rồi. Quả lấy lên Sapo lên mà đo ván được thì coi như là trận đấu chúng ta đã đi đến hồi kết anh em. Nhưng mà có những thứ nó không như chúng ta trông mong cho lắm. Đấy, đã có một số diễn biến nhỏ. Cơ hội lần 2. Khả năng win trận này đã đến rồi anh em. Ui, các bạn có nhìn thấy không? Mình lại không bao lại được nhỉ. Quả này đam đỉnh thật sự các bạn. Ui, Marco thành anh lớn luôn các bạn. Ui, Marco thành anh lớn luôn, đam hết luôn đâu nữa, nó chiếm hết số lượng đam trong toàn trận đấu luôn anh em, đỉnh thật sự các bạn. Thế đấy còn chưa có Lamy nhá, còn Lamy đi book nữa thì không biết như thế nào. Thì các bạn chọn lại không chơi Lamy nhỉ? Đã xác định chơi Marco thì anh em nên nuôi Lamy nhá, Lamy ngon hơn. Vì sao ngon thì mình sẽ giải thích sau về cái bộ đồ ý. Ui, chỗ mình mấy này nó bắt đầu hết Tết anh em, chỗ mình gió máy nó to quá trời luôn, cảm giác như kiểu muốn bay lóc nhà luôn á, sợ thật sự ngồi trong nhà mà run cầm cập. Đấy anh em đã hết Tết chưa? Đấy, chỗ mình dù còn mùng nhưng mà cũng chẳng còn Tết nhất gì nữa anh em. Đấy, mọi người cũng bắt đầu vào với công việc đồng án hàng ngày rồi. Đấy, anh em thì ngày mùng mấy đi học hay là đi học rồi? Tết nhất có gì vui không? Mình thì cả ngày Tết dài ngồi nhà thôi, cũng không đi chơi nhiều. Có hôm bữa thì đi xuống Măng Đen, ở đây cũng cho mình gần khu du lịch sinh thái Măng Đen. Đấy, cách cho mình mấy trăm nhỉ, hơn 100 cây. Đấy, hơn 100 cây số. Không biết nào bữa đi góp được anh em nào không? Đấy, vô tình mới gặp anh em nào không để ý nữa thì vui quá. Không, nhiều khi ra đường gặp được một số bạn biết mình nhá, hỏi tên cũng thấy vui anh em, đỡ buồn. Ui, Marco đánh đam đau đấy nhờ. Mình em nhớ Marco ngày xưa dùng công với tốc mà, đúng không? Ngày xưa là Marco là anh em điêu công với tốc mà. Không, nhưng mà lâu lắm không đánh Marco anh em phê thật. Nếu sao Elam nó không khác các bạn ạ, Elam nó không khác thật sự luôn. Elam Lamy này anh em này, dùng Lamy đi theo book ngon hơn anh em nhá, gây sát thương này các bạn này. Đây, chỉ mạng cho bất gây thêm đây các bạn này, 210 công trong một lần anh em. Con này em đi với Marco thì tuyệt để anh em. Ngoài ra nó book thêm công cho Marco nữa các bạn, đỉnh lắm. Nói chung là các bạn nên sắm lấy một cháu, là chơi Marco nên sắm lấy một cháu anh em. Bạn nếu gây chí mạng hồi, ui được các bạn. Giờ mình sẽ đi test tem, mình sẽ đi test Marco một mình em, test Marco đi book thôi, kiếm bạn nào lực chiến ổn ổn. Đây 2 triệu anh em, mình sẽ mang theo Marco cho cà rốt này, Aokichi lên đầu để đóng băng rồi Marco
Ở đây có nhân vật book nào nữa không? Những bác chủ không không tướng book thì phải. Mà mang đại mày no đi, mang đại mày no đi anh em. Rồi. Làm ván. Ý, tuyệt cú mèo anh em. Ui, đỉnh của nó anh em, đỉnh của nó. Thôi, mà cô vừa vào đã lại bị ăn cái quả ấy của Sanji rồi anh em, khóa mồm rồi. Chú, no bữa nay cũng được cái quả hiệu ứng đẹp thế nhờ. Mày vẫn ulti được các bạn. Chú. Một phát sấy của nó phải nói đỉnh cao anh em, có ulti của Marco nhưng phải đau thật sự nhá. Nhìn thấy thích rồi ạ. Không có những con tướng thời đầu đến giờ phút này vẫn là mạnh anh em, như Moria cũng vậy đấy. Một số anh em fan Moria chơi bữa đã từng có vụ tranh cái trên group rồi đấy. Anh em có xem qua chưa, mình thấy cũng khá là ok mà Moria đến thời điểm hiện giờ đánh vẫn là ok. Công thủ đầy đủ, nó gây có hiệu ứng khống chế những các thứ mình còn đang tính nuôi lại mà. Ác mình sắp chuẩn bị xong cháu Marco, quên trong cháu Usopp anh em, có khả năng mình sẽ nuôi lại cháu nó để chơi. Mà mấy tướng đằng sau báo á, vẫn chưa biết nên chơi tướng nào các bạn. Bây giờ lại xem Doflamingo. Quá trời anh em, quá trời quá đất luôn. Ở trước mắt cứ test đi đá anh em. Uầy. Thề Marco nên đá đau đấy nhờ. Trong quả ulti của Marco đấy mình nhìn á, nếu không nhầm là nó có một phát là nên gây đến được 1 triệu điểm sát thương thì phải anh em. Vậy toàn 800 hay 220 triệu không biết, nhưng mà nhìn nếu mà 2 triệu thì quả này là 10 triệu điểm sát thương à. Ủa nếu 10 triệu thì chất quá các bạn. Đấy là chất quá trời luôn. Đấy Marco chiếm hết lượng sát thương của toàn đội luôn anh em. Đỉnh thật sự. Ok, tiếp tục xe code cho anh em nào. Hai code một lúc này các bạn này, phát là phát tài bạn sự nhí nha anh em nhé. Đó 5 code xe nhẹ 5 code này. Đó, chứ bạn sự nhí anh em này, cốt cao nhất của sự kiện này luôn đấy. Bác nào tranh thủ nhanh tay nhập này. Đấy, cốt ngon, cốt xịn này để dành cho các bạn đây. Đó, anh em nào chưa nhập thì tranh thủ thời gian nhập đi. Tiếp tục là một cái bạn sự nhí nữa này. Đó, bác nào mà nãy chậm tay thì hắn còn cái này nữa này, nhanh tay nhận tiếp. Đó, nhập được nhớ comment nhé, không nhiều bạn cứ kêu bảo mình ui cho thôi mệt quá trời. Khó lắm thì những cái cốt này là cũng chỉ là những anh em trên kênh từ từ đường phố của mình. Các bạn yêu quý mình và các bạn cho mình để tặng cho anh em thôi, chứ mình cũng không phải tự nhiên mình có đâu. Đấy. Chứ không phải ấy đâu mà anh em, nhiều anh em kêu vậy. Chứ đâu bọn ạc thì chúng chỉ nhập được 4 code thôi anh em. Mình không có thời gian để tặng nhiều ạc để mình nhập hết được cái ống code này. Nên các bạn không phải lo, là toàn được code hắn còn sử dụng được mình mới cho các bạn nhá. Ok, một code an khang thịnh vượng nữa này, bắt đầu nhanh tay nhập này. Ui, mừng xuân tân sửu bạn sự nhí nữa anh em này, 2 code nữa nha. Đấy, xịn xòn bò. Đấy, xe nhẹ nhẹ anh em những mười mấy code ấy. Cái video này cũng một video cũng tặng, nhưng mà hết code rồi anh em. Giờ đang đi xin đây, bác nào còn code không tặng cho mình cái, mai mình làm video tặng cho anh em. Hết sự kiện rồi anh em giữ lại làm gì. Nhân mấy bạn rồi đi mua bán, ui tội thôi rồi luôn, đừng mua bán anh em. Trên các sự kiện kênh tục từ đường phố lúc nào cũng phát code hết, các bạn khỏi lo. Chuyện anh em cần làm đó chỉ là đăng ký kênh thôi anh em. Đăng ký kênh tục từ đường phố là các bạn có thể nhận được code từ kênh tục từ đường phố của mình rồi. Ok, giờ thì sẽ cho đụng độ Doflamingo phát xem thế nào anh em. Đấy. Không, nhìn thế này thì bạn trò chắc không trụ được mấy hit của Doflamingo rồi anh em. Thứ nhất là lực chiến khá là yếu, thứ hai là không tướng búc nhiều anh em. Nếu mà có chopper hoặc là no đi búc máu nữa thì may ra ổn được các bạn. Chứ cái này vào chắc Doflamingo nó vào ulti phát chạy bay máu hơn mấy đứa rồi. Ôi. Nó không sai, bạn bay máu hai đứa luôn. Marco đánh nào. Nó nhanh quá nhỉ. Ok, để tí trong video tí mình bao lại xem nó là 1 triệu mấy anh em. Nó nhanh quá trời luôn anh em. Yo. Đây là bao nhiêu? 90 triệu điểm sát thương cũng được, không đéo nào anh em. Nói chung một con nào VIP không chưa làm lần nào. Đấy, sở hữu dàn tướng xịn xòn như này là cũng khá là ok rồi anh em ạ. Đấy, xịn xòn bỏ luôn, khỏi chê khỏi bàn. Lượn lượn xem nào, bạn Trò đã dùng hết sự kiện chưa? Còn 20 phút ấy kìa, xem nâng áo Kichi lên đi. Có đủ đồ không? Đủ đồ đấy, áo Kichi cũng được mà. Áo Kichi hiện giờ ngon. Ui, Usopp này. Ở đây có 1 phút Usopp nữa à? Usopp tụi bạn, của bạn Trò bao giờ được bao nhiêu? Em 1 à? 2 phút nữa thì... thiếu 1 phút nữa anh em là lên được em 3 luôn. Đây, trời ơi, xong để lên đi, thiếu 2 cái nữa chứ mấy, tăng luôn đi. Sanji hắc cước chân đen có không? Ui, có luôn này, sao không cho lên luôn đi, cho hai đứa này lên luôn đi. À,
hạn đây, giờ trong tem đi theo chủ chốt mới ổn. Khá là ngon đấy, một quả nạc khá là ok các bạn. Ok, mừng xuân Tân Sửu, xe lốt cho anh em số cốt còn lại thôi. Đây, một cốt nữa này anh em này, mừng xuân Tân Sửu nha. Bác nào nhanh tay nhập được comment video mình biết với nha. Phát tài phát sợ lộc phận sự nhì nữa này, hai cốt nữa này. Đó, anh em nào chưa nhận được các cốt cũ thì nhanh tay nhập các cốt này này. Đó. Ok ok chưa? Ok nha. Nhìn hết rồi đúng không? Đó, hôm nay share nhẹ cho anh em số lượng cốt cuối cùng còn trên kênh. Còn đâu từ giờ đến tối mà còn bác nào cho thì mình sẽ làm nốt cho anh em ở video tối. Đấy, có thể tối nay nếu mà còn cốt mình sẽ tặng luôn, bởi vì sắp hết sự kiện rồi mình sẽ tặng nhanh cho nó hết cốt anh em. Đó nên bác nào còn cốt cho mình xin nhá. Xem nào này tặng bao nhiêu cốt, là 1, còn bao nhiêu cái đây? 3 4 6 7 8 10 11 12 13 cốt anh em. Đó, còn 13 cốt cuối share nốt cho anh em đấy. Ok, nói chung thì thôi, video hôm nay thì chắc mình cũng sẽ phép kết thúc thôi anh em. Đã cũng hoàn thành được việc bạn chuẩn giao phó rồi. Mà tội con Marco thì vẫn còn hơi yếu chút, bạn chuẩn cố gắng nâng cấp. Và chuẩn bị nhận được đống kim cương, mình nghĩ bạn chuẩn lên sắm cho cháu Marco một bộ đồ riêng luôn đi. Bộ đồ nghề riêng, đấu sĩ đồng hoàng mang cho xịn sòn bò anh em nhá. Ok, nào video kết thúc thôi, hẹn gặp mọi người clip tiếp theo. Bye bye, chúc anh em xem video về, tạm biệt, hẹn gặp mọi người clip tiếp theo. Bye bye.